Thưa quý vị, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên cho hay, ngày 1 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm bà Đặng Thị Hàn Ni, 47 tuổi, luật sư, nhà báo và luật sư Trần Văn Sĩ, 67 tuổi, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hai bị can bị truy tố theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, 62 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hiện bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân vì xúc phạm danh dự uy tín 10 cá nhân. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, bị can Trần Văn Sĩ sử dụng tài khoản YouTube Luật sư Trần Văn Sĩ, còn bị can Đặng Thị Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook Nhà báo Hàn Ni để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên không gian mạng, phát ngôn những nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của ông Huỳnh Uy Dũng, 61 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Tại cơ quan điều tra, bị can Hàn Ni khai nhận, sở dĩ có những phát ngôn liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng là do bà Hằng đã có những lời lẽ xúc phạm về Hàn Ni khi phát biểu trực tiếp trên mạng vào ngày 3 tháng 9 năm 2021. Vì vậy, ngày 3 tháng 9 năm 2021, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về bị can Hàn Ni. Đối với hành vi phạm tội của bị can Trần Văn Sĩ, kết luận điều tra nêu trong 8 buổi ghi hình đăng từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021, bị can này đã đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, đưa nội dung bịa đặt sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, đưa nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, nhân phẩm của bị can Nguyễn Phương Hằng. Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni, bị can Trần Văn Sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Về dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng và đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu không có yêu cầu bồi thường gì đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ. Dù trước đó giai đoạn điều tra, bà Hằng yêu cầu các bị can bồi thường thiệt hại 300 đến 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ nhà nước. Những thông tin mới nhất liên quan vụ án này sẽ được báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.